Trong bước ngoặt đầu tiên của vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Iraq đã thể hiện sức mạnh ấn tượng khi đánh bại đội tuyển Indonesia với tỷ số đậm 5-1. Sự kiện này không chỉ là một bước tiến quan trọng đối với đội tuyển Iraq mà còn là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược hiệu quả của họ. Dù vậy, bàn thua cuối hiệp 1 cho thấy đội tuyển vẫn còn những điểm yếu cần được cải thiện, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Theo nhận định của cựu danh thủ Iraq Razak Farhan, chiến thắng này không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà còn giúp đội tuyển Iraq cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại, một yếu tố quan trọng trong các cuộc đua sát sao. Tuy nhiên, Farhan cũng nhấn mạnh rằng càng tiến xa trong vòng loại, thử thách sẽ càng lớn và đội tuyển cần phải liên tục cải thiện, đặc biệt là trong việc giữ vững hàng phòng ngự. Sự hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá, cùng với lực lượng cầu thủ chất lượng và ban huấn luyện giàu kinh nghiệm là những yếu tố giúp đội tuyển Iraq tiếp tục phát triển và hướng tới mục tiêu cao hơn. Huấn luyện viên Baha Kazem chia sẻ quan điểm tương tự và nhấn mạnh rằng đội tuyển cần phải nhanh chóng chuyển hướng tập trung sang trận đấu tiếp theo với đội tuyển Việt Nam, một đối thủ mạnh và đã có chiến thắng 2-0 trước Philippines. Trận đấu sắp tới với Việt Nam không chỉ là một thử thách lớn mà còn là cơ hội để đội tuyển Iraq chứng minh khả năng và sự tiến bộ của mình trên sân cỏ quốc tế.